Rồi em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chị có mới 5 giờ mấy 6 giờ hả mấy anh chị ơi? 5 mấy 6 giờ. Hôm nay cũng đi em kẹt công việc. Không nói dối với mấy anh chị, em kẹt công việc gia đình nên thành ra mấy nay đi giao là về nhà là đi giao dữ lắm. Đó. Thì sắp tới cũng có trứng rồi, nhiều anh em hỏi thì ok thì em sẽ chia cho. Nhiều anh em hỏi số điện thoại thì mấy cái clip trước em cũng có nói rồi, bây giờ lúc này em nói lại ha. 0906633225 ha, số điện thoại của em lên Phúc nha mấy anh chị. Thì cận trấn thì đợt này em sẽ để là 2-3 chuồng gì đó để làm để chia cho mấy anh chị ha. Hiện nay thì cái giới chim thì cũng đang thiếu dữ lắm, nhưng điều em vẫn để là để em làm chia cho mấy anh chị làm giống ha. Đây cái nguồn giống này là cái nguồn giống mà em lấy ở một anh ở ở miền Tây nha mấy anh chị. Đó thì nói chung em cũng đổi giống liên tục à, em đổi qua đổi lại tùm lum hết đó, chứ em không có để một giống nuôi hoài đâu. Một giống nuôi hoài rồi thành ra nó gây dễ gây hiện tượng lên cánh không đạt không đều mà nó chết lắm mấy anh chị. Đó. Mấy anh chị cứ thử đi, nuôi một ở đâu đem về cái đứa trứng đầu tiên mấy anh chị nuôi rất là ok. Nhưng có đầu nhân giống lên rồi nuôi qua nuôi lại nhiều lần á thì cái con dế mà nó không đạt cái sản lượng cao như cái lúc đầu nữa nha. Em nói ví dụ thôi, tự nhiên mình đem 4 khay 5 khay của ông nào đó mình về mình trứng nhiều nha, trứng đạt về mình nuôi nó đạt là khoảng 19 20 ký ha. Em nói cái vấn đề là 4 5 khay á, dế chim á, dế mà gần chuyển qua dế cánh á. Đó, mình nuôi nó 19 20 ký mà nó ù đạt quá cũng ngon, được. Sau cái mình lấy giống mình nuôi từ từ, mình lấy giống mình nuôi từ từ lại cái tự nhiên xuống 17 18, cái xuống 15 16, cái xuống 10 12 gì đó rồi từ từ nó đi luôn. Từ từ lên cánh không được, bắt đầu nó chết ha. Cái này là kinh nghiệm của em thôi, thì mình nuôi ít ra cũng được khoảng độ 4 5 tháng, 4 5 lần gì đó, bố mình lấy giống lại được 4 5 lần. Thì nhiều anh em mà có cái cách nào á mà nuôi mà làm đi làm lại cứ giống đó mà làm đi làm lại hoài mà nó không có bị hâu cái giống á thì có thể chia sẻ nhiều anh em khác để rút tỉa kinh nghiệm ha. Thì cái vấn đề đó thì em gặp phải ở cái địa phương, ở cái trại của em, thì bắt đầu em nói như vậy để mấy anh chị mà có những cái cách mà để khắc phục. Thì đó, chứ bây giờ mà nó lên cánh không đều rồi thì không có cứu vãn được đâu. Con dế mà đã chết rồi thì mình suy nghĩ, ví dụ con dế mình chết thì nó để mình dời đi bớt những con dế còn sống á, mình dời đi nó cũng chết à, nó không có được đâu. Tốt nhất là nếu mà có hiện tượng mà lên cánh không đều thì mình chuẩn bị mình xử nó luôn, bán cho gà hay cho chim gì ăn luôn đi, mình để không có được ha, mình để là mình cũng thiệt hại của mình thôi. Đây là cái chuồng mà lên cánh nè, đó chuồng lên cánh thứ hai, chuồng lên cánh kia thì em đã lấy trứng rồi, chuồng này lên cánh thứ hai là bắt đầu bữa nay em sáng nay em bỏ khay vô nè mà nó chưa trèo lên, bây giờ là 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng nha mấy anh chị, mưa rồi, có mưa luôn. Hiện nay em cũng còn chuồng trống khá là nhiều nhưng bắt đầu nuôi giãn cách ra một xíu để tránh trường hợp nó ồn ứ dế chim ha. Đó. Đây. Dế lên cánh như thế này là em thấy là ok nè mấy anh chị nuôi mà thấy lên cánh giờ là đẹp ha. Khoảng 9-10 giờ sáng bắt đầu nó bắt nắng lên đó. Là con dế bắt đầu nó trèo lên mâm nó đẻ. Đây nè, 4 cây thôi đâu cần nhiều đâu. Đó mấy anh chị thấy không, mà cây của em nó rất là mỏng nha, em chủ yếu là đưa cái lượng trứng thôi chứ cũng không quan trọng cái lượng sơ dừa nặng nhẹ bao nhiêu ha, mà quan trọng cái lượng trứng của mình nó đạt hay không thôi. Thì em đưa cây vô rồi đó, bắt đầu là chuẩn bị hôm nay bắt đầu nó đẻ đó. Đó, cho nó đẻ ra ra được rồi ăn đầy đủ cám mì thì cũng bảo đảm là cái lượng trứng nó ok thôi mấy anh chị. Thì hôm nay nói chung là em sẽ trả cái đơn, một số cái đơn mà trứng mà hồi đó là mấy em đã hứa mấy anh chị có nói chuyện, nói chung là mấy anh chị nói chuyện rất là ok. Em sẽ cố gắng để dành một ít trứng, đúng ra là đa số là em để dành cho trại em trước cái đã, nhưng đã hứa rồi thì em sẽ làm ha, đã quyết định hứa là sẽ làm để chia cho mấy anh chị để mấy anh chị làm giống. Cái nghề này không ai giỏi hơn ai đâu. Đây như cái chuồng bên đây em mới bắt nè, chuồng bên đây em mới bắt dế chim thì đâu đó nó được 18 ký mấy anh chị, mà 18 ký hôm bữa đó là em kẹt em đâu có đi đâu cho giao dế đâu, bắt đầu em bắt 18 ký mà em đi không đủ, em bắt lém lém qua một số cái chuồng khác, bắt lém lém qua chỗ chuồng khác để được 20 mấy ký đó. Nói chung là bữa hôm qua hôm kia gì đó em đi 20 mấy ký, còn hôm qua đi có 10 mấy ký thôi,
Nói chung là đi nhiều như vậy á, thì mình phải có một cái lượng giới nó đều và nó ổn định. Mà em không dám đi nhiều, tại vì em nói thiệt là em còn nhiều việc mình làm, mình chia ra cái thu nhập nó cũng chia ra nhiều thứ lắm, chứ không phải là đi về một cái ha. Không phải em tập trung riêng về con dế, tại vì con dế chim này nó bất ổn lắm. Em đã nói rất là nhiều lần rồi mà mấy anh chị họ cứ nuôi đi rồi cứ cảm nhận cái độ bất ổn của nó như thế nào. Có lúc thì nó dư rất là nhiều, có lúc thì nó thiếu khủng khiếp luôn. Có tiền mua dế không được luôn, có tiền mà mua dế chim không được bởi vào khách của mình. Thì thôi thì mình cứ làm theo cái năng cái sức của mình thôi. Đó, cái khách hàng của mình thôi. Làm vừa đủ thôi. Mặc dù nó cái thu nhập nó ít như nhiều, mình thấy nó sự ổn định là được rồi. Mình phân bổ rủi ro bằng cách là mình làm nhiều việc để mình có thể là thu từ cái này, thu từ cái kia. Còn những cái trại lớn người ta thì người ta có một cái lượng khách hàng khủng rồi, mình không có so bì được. Mình mới làm, nếu mấy anh chị em để nói cho mấy anh chị là mới làm thì mình làm vừa sức, làm từ từ, làm nhỏ. Đừng có mơ mộng lên một cái trại bự lên vài trăm chuồng, vài ba chuồng, vài cho 200-300 chuồng. Nhưng nói rồi, em đã nói với anh chị rất là nhiều lần ở cũng những cái video trước á, là chúng ta phải có cái kế hoạch rõ ràng. Có nghĩa là bây giờ chúng ta nuôi 1 chuồng, 2 chuồng, thì sau này chúng ta nuôi 5 chuồng, 10 chuồng, và sau này chúng ta nuôi là 20-30 chuồng hoặc là 40 chuồng, là nó vừa với cái sức của mình làm trong một ngày. Đó, có nghĩa là mình phải định hướng được là tôi sẽ làm tới giai đoạn đó, là tôi sẽ làm tới đó là tôi ngưng, chứ không có làm nữa. Hoặc là làm lớn hơn nữa là tôi phải có một cái nguồn nhân công, nhân sự đó, để làm cho cái con dế này, và đồng thời là phải có một cái nguồn đầu ra nó ổn định. Mấy anh chị cứ nuôi đi, rồi bắt đầu mấy anh chị sẽ thấy được khách hàng tự đâu nó tìm đến rất là nhiều. Rồi anh em, bạn bè rất là nhiều, mình biết đôi khi những người sát nhà mình không biết luôn. Những người sát nhà mình người ta nuôi dế mình cũng không biết nữa, nhưng đều bắt đầu mình nuôi đi rồi bắt đầu tự nhiên cái người ta tìm tới, người ta biết là anh em nuôi dế không à. Bây giờ nó đói đòi ăn mà chưa cho ăn mấy anh chị ơi. Nhiều lắm, nói chung là em cũng còn đâu đó có mười mấy chuồng thôi. Em cũng không nói giấu gì mấy anh chị, em còn có mười mấy chuồng thôi. Thì xây dòng rồi chắc tới nó cũng bị thiếu nữa à. Nhưng kệ bà nó đi, bây giờ sao giờ. Được rồi thì em cũng đâu có quan tâm chuồng dế đâu, em bỏ luôn cho ông anh chị hai nó, ông anh chị hai em á cả xem chừng. Tại vì em có việc nên em bỏ khoảng độ đâu từng gần từng lễ á, thành ra kêu anh chị hai xuống coi giùm đó. Thì em nói đó mấy anh chị sắp xếp những cái công việc mà chúng ta làm để cho nó ổn định với con dế ha. Còn nếu mấy anh chị đi theo con dế chim này á, nếu anh chị đi theo con dế chim á thì em nói rồi, nó không có ổn định thì nó cứ như vậy, mình cứ tạo cho nó cái sự gần ổn định thôi. Không có nói trước được đâu, thời tiết nó quyết định nhiều là nhiều thứ lắm, rồi những cái điều kiện nữa nó gây chết dế tùm lum hết á mấy anh chị ơi. Còn mấy anh chị mà đi dế thịt á, đi dế thịt á thì mấy anh chị cái giá thì em nghĩ nó không bằng cái con dế chim. Dế thịt giá không bằng dế chim. Dế thịt đó là chúng ta làm chạy á, ta bán á, thì ta bán gần lần một lần vậy là số lượng lớn, có thể là đi vài chục ký, trăm ký đó, mình đi dế thịt là mình đi cỡ đó thì giá nó sẽ đi cái giá sỉ thôi, nó không có cao được đâu. Còn mình đi dế chim mình bán lẻ thì giá nó cao. Còn mấy anh chị muốn mà đi dế thịt giá cao á, mấy anh chị phải đi bán lẻ đó, mấy anh chị bán lẻ. Thì em cũng chúc mấy anh chị thành công trong cái nghề dế này. Thì anh chị nào mà có cần chia sẻ giống á, thì liên hệ em. Đầu clip em có đọc cái số điện thoại em rồi đó. Thì cứ liên hệ các bạn Zalo đi, rồi cho địa chỉ gì đó, rồi bắt đầu em khi mà trứng mà lên á, em sẽ để lại trại em bao nhiêu, rồi bắt đầu em sẽ chia ra những cái sản lượng, còn những cái ngày mà em sẽ khoảng cách ra đó, em sẽ lấy những ngày đó em chia lại cho mấy anh chị, và em sẽ chia thưa ra nữa, có nghĩa là trại em sẽ làm thưa ra để dành giống đợt này chia cho mấy anh chị. Nói chung mấy anh chị hỏi em rất nhiều mà mấy đợt rồi em bận quá, với lại không có đủ trứng, thành ra mấy anh chị không cảm. Thì đợt này em sẽ cố gắng. Còn vấn đề mà buôn bán trứng, kinh doanh trứng á thì em không có nha mấy anh chị. Em muốn mà kinh doanh trứng thì em phải liên kết với một anh bạn, một anh khác nữa,
Nhưng mà làm như vậy mới được. Tại vì đâu có thể nào mà làm mà xây vòng nổi cái trại của em 30 chuồng 30 chuồng này là mà xây không nổi mà. Với chim bây giờ không đáp ứng đủ mà cứ xây xây trứng bán trứng ra ngoài thị trường thì làm sao mà xây được cái trại. Nên nếu mấy anh chị cần số lượng nhiều hay là gì đó thì để em có thể em liên kết với một cái trại khác mà trứng nó ok ổn định đó, thì em sẽ chia lại mấy anh chị ha. Còn bây giờ thì mấy anh chị cái ít cứ 5-10 khay gì đó ok, em sẽ cố gắng em chia cho. Khi mà trứng mà đẻ rộ ha, ba chuồng mà đẻ rộ trời ơi nhiều lắm anh chị ơi ha. Rồi em nói tới đây thôi, em xin kết thúc video ha. Rồi chúc anh chị một ngày làm việc thật thành công. Rồi em xin chào.